Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng, và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 28 tháng 8 năm 2020, thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có nhiều những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Và phí vận chuyển bên em thì cô chú anh chị có thể lựa chọn hai cái mức cước phí vận chuyển. Thứ nhất là chuyển phát, là cái thời gian vận chuyển rơi vào khoảng từ 3 cho đến 5 ngày. Thì dưới 3 kg ở ngoài Bắc và trong Nam đều chỉ rơi vào khoảng tầm 35 cho đến 40 nghìn cho cái đơn hàng khoảng tầm 35 cho đến 40 kg à 4 30 đơn hàng dưới 3 kg ạ, thì cái phí vận chuyển nó sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm 35 cho đến 40 nghìn cả vận chuyển cả miền Bắc và miền Nam. Thì cái vào trong miền Nam thì cái thời gian vận chuyển có thể từ 3 cho đến 5 ngày, còn ngoài Bắc thì cái thời gian vận chuyển nó sẽ khoảng tầm 1 đến 3 ngày thôi. Thế thì còn nếu mà cô chú anh chị lựa chọn chuyển phát nhanh thì cái cước phí nó sẽ gần như là tăng gấp đôi ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có. Đầu tiên là một cái combo ạ. Một cái combo gồm có đây là cái dòng lan xích ngọc, một cái dề xích ngọc xinh với cả một phần hài Helen. Cái combo này em bán với giá là 50.000 cho combo hai loại lan này nhá. Và bên này là dáng hương đuôi chồn ạ. Dáng hương đuôi chồn, hàng về tươi roi rói luôn, cắt tỉa rất là kỹ luôn. Một dòng hàng hoa bền sai hoa, em bán với giá 190.000 cho 1 kg dáng hương đuôi chồn, hàng như vậy cô chú chị nhé. Và bây giờ bên này là dáng hương quế tím với màu sắc tím đậm đà và hương thơm rất là thơm ạ. Quế tím em bán với giá là 140.000 cho 1 kg dáng hương quế tím, dễ thuần dễ chăm nhé. Còn bên này là dáng hương bạch nhạn với những cây dáng hương bạch nhạn lá xếp xinh như vậy đấy ạ. Cây thì như vậy thôi nhưng mà vòi hoa của nó vươn rất là cao nhé. Thì giá em bán 150.000 cho 1 kg. Và một phần hoàng thảo đùi gà của vùng Cao Bằng. Đó, lô đùi gà của vùng Cao Bằng này em bán với giá là 80.000 cho cái lô hoàng thảo đùi gà của vùng Cao Bằng này nhá. Và bên này là kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng này ạ. Kiều vuông mỡ gà, cái lô này về cô chú anh chị cũng được một gò giò đẹp. Cái lô này em cũng bán với giá là 80.000 này. Và bên này là kiều dẹt, một trong những cái dòng kiều đẹp nhất và quý hiếm nhất trong các dòng kiều ạ. Kiều dẹt thì em bán với giá là 650.000 cho 1 kg. Và riêng dòng kiều dẹt này thì lá của nó khá là mỏng nên là khi mà vận chuyển đóng gói cũng như khai thác ở rừng về thì lá của nó sẽ dễ bị ảnh hưởng, ví dụ như là đây, vàng lá hoặc là bị dập lá của chú anh chị nhá. Tuy nhiên thì cái thân của nó sẽ rất là khỏe mạnh, cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm ạ. 650.000 cho 1 kg, em bán từ 0,3 kg trở lên. Và bên này là đai châu khai thác trực tiếp ở rừng, hàng giống rơi vào khoảng tầm 25 cho đến 30 cây cho trên 1 kg, em bán với giá là 600.000 cho 1 kg nhé. Với những cây giống như thế này thì nhà vườn người ta có thể chăm trong khoảng tầm 1,5 năm là người ta đã có được cây châu khoảng tầm 3-4 cặp lá, tức là 1 kg rơi vào khoảng tầm 3 cho đến 7 cây rồi đấy ạ. Đó, thì cái hàng này thì cô chú anh chị mua rất là hời. Còn bên này thì cái hàng hàng chung, tức là rơi vào khoảng tầm 8 cho đến 12 cây, em bán 550.000 cho 1 kg. Vảy rồng của vùng Cao Bằng này ạ. Vảy rồng của vùng Cao Bằng với cái mặt hoa rất là đậm luôn. Chùm hoa dài mặt hoa đậm với giá em bán là 120.000 cho 1 kg. Và dáng hương đuôi sóc, cây lá xếp rất là xinh luôn cô chú anh chị này. Cây khá là, lô này thì cây khá là lớn đều và lá xếp xinh ạ. Em bán với giá 120.000 cho 1 kg dáng hương đuôi sóc nhé. Và bên này là hoàng thảo long nhãn này. Xanh mướt luôn. Hứa hẹn mùa hoa xuân rực rỡ, dòng này thì hoa vàng đậm đà với cái mắt đen tuyền luôn, nên là gọi là long nhãn đấy ạ. 100.000 cho 1 kg. Và bên này là kiếm hồng hoàng. Kiếm hồng hoàng vòi hoa rất là vươn dài cao nhé. Em bán với giá là 80.000 cho 1 kg kiếm hồng hoàng thôi. Và bên này là vanda. Em có một ít cái vanda mới, em đã chia ra theo từng bó như thế này. Mỗi một bó này đủ cô chú anh chị là một giò to đẹp luôn. Em bán một bó vanda như vậy với giá là 50.000 cho một bó vanda nhé. Và bên này là kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Hàng thân lùn và cây mập khỏe rất là đẹp luôn. Đây là thời điểm của chú anh chị ghép cho mình chơi mùa hoa xuân trọn vẹn luôn nhất luôn đấy ạ. Kiều tím miền Trung hay còn gọi kiều hồng em bán 300.000 cho 1 kg. Và bên này đây là những cái chậu đai châu Thái để cô chú anh chị chơi Tết. Hàng lá mết mít, bản lá to và xếp rụt rất là đẹp luôn.
Đó, với những cây như thế này thì em thấy là hiện tại là một số cây là đã bắt đầu là sưng mắt nụ rồi cô chú anh chị này. Và với những cây như thế này thì từ 4 cặp lá trở lên và đến khi mùa hoa nó có thể sổ từ 2-3 cái vòi hoa trở lên cô chú anh chị chơi Tết. Hàng không chỉ đẹp đẹp từ thân mà còn sẽ có hứa hẹn mùa hoa rực rỡ ạ. Và những cái cây trâu đẹp như thế này xin phép bán với giá là 400.000 một chậu cô chú anh chị nhé. 400.000 một chậu trâu rất là to, xếp đẹp bản lá to, lá ngắn, rất là đẹp luôn ạ. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em, bản lá dày cộp và rất là đẹp luôn. Còn bên này thì với cái giá hàng nó sẽ nhẹ nhàng hơn để cô chú anh chị sưu tầm cho mình những cây trâu cũng có thể chơi hoa Tết luôn. Những cây này chắc chắn chơi hoa Tết nhá. Em bán với giá chỉ 140.000 cho một cây trâu như vậy thôi. Và hàng này cũng mặt hoa sổ số, còn cái hàng cây to này thì có thể sổ màu trắng hoặc là màu hồng cái sen. Đây cô chú anh chị xem một cái sự so sánh giữa hai cái cây này. Đó, cây 400 bản lá nó sẽ phải to gấp đôi. Dày, lá ngắn rất là đẹp ạ. Còn hàng 140 thì cũng xinh rồi ạ. Nhưng mà so với cây đó thì nó sẽ nhỏ hơn khá là nhiều chú anh chị nhé. Nhưng mà sẽ được chơi hoa Tết hết ạ. Còn bên này là những cái giò sơn thủy tiên với giả hành to nù, đẹp xuất sắc luôn ạ. Giò sơn thủy tiên như vậy thì chắc chắn là sang xuân mỗi một cây như thế này nó phải có từ 2 chùm hoa trở lên. Em bán một giò như vậy với giá là 320.000 nhé chú anh chị. Hàng thuần rất là lâu rồi đấy ạ. Giò nào đó giò đấy rất là xum xuê và rất là đẹp. Đấy, có nhiều khách hàng khi mà đã mua rồi thì còn đặt hàng tiếp bởi vì là thấy nó rất là đẹp. Đấy. Và bên này là những cái giò đen rô xiêng hoa, một chậu thì có từ ít nhất là từ 3 thân trở lên. Và cây thì đang dễ thuần dễ chăm và hiện tại cũng đang lên những cái mầm mới sinh trưởng rất là khỏe luôn. Một chậu như vậy em bán chỉ với giá là 50.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. 50.000 cho một chậu, trước đây em bán 80.000 đấy ạ. Đấy, còn vài chậu nữa để giá là 50.000 thôi. Và bên này là dòng lan hồ điệp này. Dòng hồ điệp hàng hiện tại tất cả là đều đang nụ để cô chú anh chị chơi hoa trong thời gian ngắn tới. Và riêng dòng hồ điệp thì hoa của nó độ bền phải trên 2 tháng nhé, thoải mái cô chú anh chị mình chơi. Và hồ điệp em bán với giá hàng đang nụ với giá chỉ 60.000 cho một chậu thôi. Cô chú anh chị nào lấy từ 2 chậu em để giá là 55.000 cho 5 chậu. Nếu như cô chú anh chị lấy từ 5 chậu là để giá 55.000 cho một chậu. Và riêng dòng hồ điệp này thì nó sẽ có hai màu sắc để cô chú anh chị có thể lựa chọn. Đây nhá cô chú anh chị nhá, nó sẽ sổ ra cái màu vàng như thế này này, vàng đậm như thế này, hoặc là có thể màu vàng nhạt hơn. Và hai cái màu vàng này chính là màu đẹp nhất trong các cái dòng hồ điệp, tạo ra màu sắc rất là rực rỡ khi mà cô chú anh chị được ngắm hoa của cái cây hồ điệp màu vàng như vậy ạ. Mà cô chú anh chị thấy là mình chỉ rơi có số tiền là hơn 200 thôi, mình đã có 5 chậu hồ điệp rất là đẹp rồi. Và tiếp theo bên này thì hôm nay em về rất là nhiều những cái chậu hạc vĩ hồng thiên cung. Hàng cô chú anh chị sẽ được chơi hoa xuân và hàng ươm ki nên là chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị nhé. Sẽ chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị. Và mỗi một chậu như vậy thì nó sẽ có từ 5-6 thân trở lên. Tùy từng thân ngắn dài ạ. Một chậu chơi hoa xuân rất là đẹp. Cô chú anh chị cùng xem cho em mặt hoa của hạc vĩ hồng thiên cung rất là xinh như thế này. Em bán một chậu như vậy với giá là 180.000 cô chú anh chị nhé. 180.000 cho một chậu hạc vĩ hồng thiên cung. Và bên này là em có những cái chậu thiên nga. Thiên nga thì ở đây em sẽ có hai màu sắc để cô chú anh chị lựa chọn, đó là thiên nga nâu với giả hành to bự chảng và màu hoa thì cũng không kém phần rực rỡ. Hàng này thì hiện tại là nó hàng đang nụ đấy ạ. Tuy nhiên vận chuyển đóng gói thì cây này nó cũng sẽ có thể là bị hỏng nụ cô chú anh chị nhé. Giả hành thì to bằng cái cổ tay của em luôn. Chủ yếu là hàng này mình sẽ để làm hàng giống thôi nhé cô chú anh chị. Còn nụ hoa thì em thấy là cái màu hoa này thì có khả năng là cũng không biết là có chơi được hay không. Đây cái màu sắc của nó này, màu nâu đẹp như thế này cô chú anh chị nhé, rất là đẹp luôn đấy ạ. Màu nâu đỏ rất là xinh. Em bán một chậu như vậy với giá 260.000 cho một chậu. Và bên này là dòng thiên nga xanh. Cô chú anh chị có thể cùng ngắm cho em màu thiên nga xanh. Dòng hoa có màu xanh ngọc và khi mà nở càng lâu thì nó sẽ chuyển dần sang cái màu sắc vàng nhiều hơn nhá, mà rất là bền và hoa cực thơm luôn cô chú anh chị ạ. Rất là thơm luôn đấy. Hiện tại thì một số cây là nó đang nở hoa. Và dòng thiên nga này thì một chậu như vậy, thiên nga xanh nhá, cũng bán để cô chú anh chị làm giống thôi. Tại vì hiện tại nó đã nở hoa rồi mà, nở hoa rồi. Một số cây thì chưa có nụ đâu. Thế thì em cũng bán với giá 260.000 cho một chậu thiên nga nhá. Những cái chậu hàng chuẩn cây như vậy thì nói chung là bọn em phải đợi sổ hoa rồi thì mới nhặt hàng ạ. Nên là rất là chuẩn màu cho cô chú anh chị. Còn bên này là dòng lan hoàng hậu xanh. Hoàng hậu xanh hàng giống nhá cô chú anh chị. Hoàng hậu xanh hàng giống đấy ạ. Một cốc thì đã nói là hàng giống thì nó sẽ nhỏ thôi nhá. Em bán với giá là 22.000 cho một chậu
thiên nga xanh. Cái vòi hoa của nó dài tít tắp luôn mà vòi hoa rất là đẹp ạ. Cần hoa của nó phải dài tầm 80 đến 1 mét. Đấy, khi mà nó sổ hoa nhé cô chú anh chị. Với dòng thiên nga xanh này 22.000 cho một chậu thiên nga xanh. Và bên này là dòng lan kiếm Phan Trí. Và dòng lan kiếm Phan Trí này thì không, nó sẽ khác với cả hàng kiếm Thái Hoa Vàng nhé. Kiếm Phan Trí này là dòng hàng em nhập tại Việt Nam và bao bảo hành chuẩn, hàng cây giống được gieo hạt từ cây kiếm Phan, từ cây kiếm Phan Trí, và hứa hẹn là sẽ sổ ra những cái mặt bông của cây con sẽ là rất là xuất sắc ạ. Và cô chú anh chị nhìn cái chậu thì cũng biết rồi, đây này, người ta cũng trồng rất là cẩn thận vào những cái chậu nhựa cứng như vậy nhá. Và chiều dài của một cây kiếm Phan Trí này thì nó chiều cao ấy ạ, chỉ khoảng tầm 12 cho đến 15 cm thôi. Em bán với giá là 180.000 cho một chậu kiếm Phan Trí này. Cô chú anh chị có thể tham khảo nhiều shop người ta bán like, giá của nó có thể lên đến 300.000 cho một cây kiếm Phan Trí. Thực ra thì cái hàng này giá của nó thì cũng rất là xứng đáng, bởi vì một cây kiếm Phan Trí hàng cây trưởng thành em thấy là người ta tách nhánh có thể lên đến hơn chục triệu cho một nhánh kiếm ạ. Thì ở đây mình sẽ đầu tư với giá chỉ có hơn 100.000 thôi, mình sẽ có thể là hứa hẹn sẽ sở hữu một mặt hoa giống cây mẹ rất là đẹp ạ. Còn bên này là những cái bảng trầm rất là xinh này. Bảng trầm rất là xinh luôn cô chú anh chị nhìn ạ. Cây quá là khỏe mạnh đẹp như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Những cái bảng trầm đẹp như vậy, em một bảng sẽ có từ 2 cho đến 3 thân. Cô chú anh chị thấy ạ, hàng thuần bảng, da dễ khỏe mạnh rất là xinh, hứa hẹn mùa hoa xuân rực rỡ. Em bán một bảng trầm này với giá là 110.000 cho một bảng thôi. Và cô chú anh chị có thể ngắm cho em, nếu như cô chú anh chị sở hữu hai bảng trầm thì đã mình đã có thể có một cái giò trầm rất là đẹp để ngắm rồi đúng không ạ? Đấy, một bảng có hai thân đây. Như hai thân này quá là xinh luôn. Đây. Mập khỏe dài đẹp như thế này cơ mà cô chú anh chị. Có bảng này có một thân mà dài khoảng tầm 30 ba mấy cm cơ. Rất là xinh luôn ạ. Đó. Cũng có những cái bảng hai thân dài rất là đẹp luôn ạ. Đó. 110.000 cho một bảng thôi cô chú anh chị nhá. Và bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc hồng ngọc này. Giả hạc hồng ngọc thì một chậu sẽ có khoảng tầm 3 thân ngắn dài nhá. Và cô chú anh chị sẽ chơi hoa xuân ạ. Đây ạ. Có 3 thân ngắn dài chơi hoa xuân với mặt hoa cánh bầu rất là đẹp luôn. Một chậu giả hạc hồng ngọc như vậy em bán với giá là 150.000 cho một bảng và có từ 3 thân trở lên. Cô chú anh chị có thể cùng chiêm ngưỡng cho em cái sắc hoa của dòng giả hạc hồng ngọc đấy ạ. Màu hồng ngọc rất là xinh như thế này nhá. Còn bên này là dòng lan trầm trắng hay còn gọi là trầm bạch tuyết này. Cái thân xanh xanh biếc trong vắt như thế này luôn. Khi mà sổ hoa thì trắng nuột nà luôn, nên người ta còn gọi là trầm trắng hay là trầm bạch tuyết ạ. Cũng có khoảng tầm 3 thân trở lên, 3 thân ngắn dài sẽ chơi hoa xuân. Với giá em bán cũng 150.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. 150.000 cho một chậu trầm bạch tuyết hay là trầm trắng ạ. Và bên này thì em có những cái chậu kiếm này. Chậu kiếm thì hàng hôm nay thì em sẽ chỉ có những cái chậu khoảng tầm tầm 2 thân thôi ạ. 2 thân thôi cô chú anh chị nhá. Nó sẽ có 2 thân thôi và bình thường thì em bán 140. Hai thân hoặc là ba thân, bình thường em bán 140 thì hàng hôm nay em sẽ để giá 101 bởi vì hàng hôm nay nó chỉ có hai thân ạ. Và tiếp theo sang bên này sẽ là em có những cái phần em có phần những phần dáng hương đuôi cáo và đặc biệt là sẽ có những cái cây cáo xếp rất là xinh này và thêm những cái giò lan thuần để cô chú anh chị chơi hoa Tết rất là đẹp nhá. Và thêm cả những cái phần phi điệp tím hài, dòng hài hương, một cái dòng hàng hoa rất là thơm để giao lưu cùng cô chú anh chị đấy ạ. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị từng hình một. Trước tiên là hình số 2, em có luôn hình số 2 này. Hình số 2 ở đây là một cái cây phi điệp tím bắp zin rừng của vùng Cao Bằng. Và cô chú anh chị biết rằng là hàng của vùng Cao Bằng đa số là thân nó rất là nù luôn. Rất là nù và mặt hoa cũng được coi là vùng miền mặt hoa đẹp trong các vùng miền của chú anh chị nhá. Và cũng có khả năng sổ những cái mặt hoa bệt hoặc là những cái bông cánh tím đậm rất là xinh, hoặc là những cái cây hoa đột biến trắng cũng rất là với cái giá tiền rất là đắt đỏ đấy ạ. Và em có hình số 2 với cái thân dài trên khoảng 30 cm, 25-30 cm, với giá em bán chỉ 200.000 thôi cô chú anh chị nhá. Và tiếp theo là hình số 3 với giá em bán cũng 220.000, quá đẹp luôn. Đấy, ngắn ngắn nhưng mà siêu nù luôn cô chú anh chị nhá. Nó cũng dài khoảng tầm gần 40 cm rồi đấy cô chú anh chị, 220.000 thôi ạ. Và hình số 4 phải nói là một cái thân phải nói là quá đẹp. Lá nhựa dày, lá gân nhá. Và thân thì cực kỳ là nù luôn ạ. Đấy ạ. Và hình này thì em xin phép bán với giá là 300.000 cho cái hình này này. Và hình tiếp theo là hình số 5, nó phải dài trên 40 cm rồi. Và hình số 5 này em bán chỉ 200.000 thôi. Cái hàng này thì dài nhưng mà nó không nù lắm. Và tiếp theo là hình số 6 với giá chỉ 150.000 thôi này cô chú anh chị này. Cũng là một thân lá nhựa thân nù. Và hình tiếp theo hình số 7, quá đẹp luôn ạ. Một cái hình thân nù quá đẹp luôn. Cái hình số 7 này với giá 220.000 nó là kỳ năm thứ bao nhiêu rồi cô chú anh chị này.
Đó, 220.000, thân rất là nù. Hình tiếp theo, hình số 8 cũng là một cái kia thân nù. Một cái kiến thân nù ạ. Kiến thân nù đây, cô chú anh chị này. Cực nù luôn, em bán 200.000 cô chú anh chị nhé. Mặc dù nó chỉ dài trên 20 cm thôi nhưng mà rất là to luôn ạ. Và hình tiếp theo là hình số 9, 130.000 cũng là một cái 130.000 thôi, một kiến nù cũng già nù rất là đẹp. Hình 10, 100.000. Hình số 11, 150.000 cô chú anh chị nhé, cũng là một cây thân nù. Hình số 12 đây này. Cây này năm thứ 6 thứ 7 mất rồi ạ. Già dặn luôn rồi, về cô chú anh chị mà chăm là sẽ dài đẹp lắm luôn đấy ạ. Hình này em bán với giá 140.000. Hình tiếp theo, hình số 13, 200.000. Hình số 14 với giá là 130.000. Hình số 15, một cái hình phi điệp tím hàng gieo hạt mặt hoa tím đậm 160.000. Bên này sẽ là những cái giò phi điệp tím hàng thuần. Hàng thuần chậu nhá cô chú anh chị nhá, cũng là vùng Cao Bằng đấy ạ. Cái giò này thì có tất cả là 5 thân sum xuê như thế này. Dài trên 25-30 cm hết rồi nhá cô chú anh chị. Giò này em bán với giá là 880.000 cho giò này, tức là có 5 thân, chưa đến mỗi một thân dài đẹp như thế này, chưa đến mỗi một thân 200 đâu ạ. Rồi tiếp theo, một cái giò điệp này. Một cái cây thân nù lá xếp lá nhựa nhá. Hàng này giò này 4 thân lá xếp đẹp như vậy, 1,2 triệu là hình số 12. Và hình số 13 theo em thì đây là một cái hình đẹp, rất là đẹp, ngắm thân không đã cảm thấy quá là mê rồi cô chú anh chị ạ. Đây là kiến năm thứ 2 thứ 3 gì đó đấy thôi mà nó đã nù kinh khủng đẹp như thế này. Đấy cô chú anh chị này. Nên là cái hứa giò này thì sẽ là hứa hẹn là một cây giống quá là đẹp cho giò điệp này. Hình số 18 cũng 1,2 triệu mặc dù có 4 thân nhưng mà rất là đẹp luôn. Hình tiếp theo, hình số 19 có 3 thân này em bán 360.000 thôi ạ. 360.000. Và bên này sẽ là những cái cây trầm rồng đỏ. Một cái dòng hàng sẽ nở đúng vào dịp Tết luôn. Và cô chú anh chị ngắm thấy là mình không chỉ chơi hoa mà dòng này thì chơi lá cũng là một, chơi lá chơi thân cũng là một cái tuyệt phẩm luôn cô chú anh chị nhá. Dòng này thì sẽ là trầm rồng đỏ với màu sắc đỏ. Khi cô chú anh chị chơi vào những ngày Tết mà cô chú anh chị có những cái trầm rồng đỏ để mà trưng trong nhà, thứ nhất là cô chú anh chị sẽ tạo thấy cái cảm giác là một cái không gian ấm cúng, cả tạo cái cảm giác là một năm mới sẽ là may mắn, và ngoài ra nó sẽ còn có mùi hương rất là thơm nữa. Nên là cái dòng trầm này nó sẽ, khi cô chú anh chị chơi dòng trầm này nó sẽ đặc biệt hơn rất là nhiều so với những cái cây như là cây hồ điệp hay là những loại lan khác ạ. Và một giò trầm rồng đỏ này cô chú anh chị này, có 3 thân mập nù lá xếp tăm tắp đẹp như thế này em bán 600.000 thôi cô chú anh chị nhá. 600.000 thôi ạ. Bình thường thì cô chú anh chị biết giá trên thị trường nó phải rơi tầm giá này thì ngang bằng giá sỉ luôn. Hình tiếp theo, hình số 21 210.000. Hình tiếp theo là hình số 22 một thân 240.000. Chưa thắt ngọn, chưa phình thân mà hiện tại nó đã to bằng cái ngón tay cái rồi cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là hình số 23 420.000, cũng là hai thân lá xếp quá xinh luôn. Mong cô chú anh chị này. Đây. Hai thân đẹp như thế này. Chậu này, cả chậu này em bán với giá là 420.000. Và tiếp theo là hình số 24 là giò này có 5 thân cực sum xuê luôn. Cô chú anh chị nào mà sở hữu cái giò này Tết thì quá là mê mẩn luôn. Cái giò này em xin phép bán với giá là 950.000, có tất cả là 5 thân cô chú anh chị nhé. 5 thân dài trên 45 cm hết rồi. Dài 45-50 cm trở lên hết rồi nhé. Rồi tiếp theo là hình số 25 ạ. Một giò 3 thân. Một giò 3 thân tăm tắp đẹp như thế này. Em bán giò này với giá 600.000. Và tiếp theo là hình số 26 với giá em bán 780.000. Giò này có 4 thân. Đấy, 4 thân đẹp nhá, 780 cho giò này. Đấy, tính ra thì nó chưa vào 200.000 cho một thân. Và tiếp theo là hình số 28. Nhấc lên. Hình số 28 này với chậu này 3 thân xếp đẹp như thế này, giò này em bán với giá là 600.000 ạ. Và hình số 28 400.000 cho giò này có 2 thân. Có 2 thân xếp như vậy 400.000. Và hình số 29 là một giò 3 thân. 3 thân trong đó thì có 2 thân dài trên 50 cm và một thân dài khoảng tầm 35 cm ạ. 35-40 cm gì đó. Giò này em bán với giá 550.000 thôi nhá. 550.000 giò này 3 thân. Và bên này là dòng giả hạc pháp này. Đây giả hạc pháp đây cô chú anh chị này.
giả hạc Pháp rất là xinh, còn em bán 200.000 là hình 30. Và giả hạc Châu Như thì nói đến cô chú anh chị cũng biết rồi, chơi lan thì chắc chắn sẽ biết cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời của dòng Châu Như này rồi. Hoa đều tăm tắp và nở Tết hoặc là xuân nhé. Giò này em bán với giá là 360.000 cho giả hạc Châu Như 31 ạ. Châu Như 32, Châu Như 32 có 3 thân với giá em bán là 360.000, 350.000 thôi. Và Châu Như số 33 em bán với giá 330.000 cho hai thân dài đẹp này. Và Châu Như số 34 hai thân mập nú luôn, 300.000 ạ. Và bên này sẽ là những cái phần hài hương, một cái loại lan hài được coi là đẹp nhất trong các dòng lan hài. Và nó là một trong những loại lan hài hoa vừa đẹp mà lại 100% những cây hài hương này thì đều rất là thơm bền ạ. Đó. Và em có cái dề hài hương này rất là nhiều mầm. Đấy, rất là nhiều mầm. Ở cái dề này rất là nhiều cây luôn. Em bán dề này với giá chỉ 150.000 thôi nhá. Và tiếp theo hình 36 cái dề này. Dề này em cũng bán với giá là 150.000. Hồng Anh ơi. Hình tiếp theo hình số 37. Dề 37 này em cũng bán với giá 150.000. Và hình số 38 thì nó là những cây cây trưởng thành và có cả những cây giống. Cái lô này chắc khoảng tầm 10 cây. Em bán hình này với giá là 140.000 thôi. Và hình số 38A. 38A. Có vài nhánh cây Helen lẫn vào nữa. Đấy, hài hương cũng khoảng tầm chục cây giống hài hương gì đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 hoặc 8 cây hoặc là gì đó. Hình này em bán cũng 140.000 cho hình này. Và hình tiếp theo là hình số 39 cũng 140.000 đây. Cây khá là lớn, 1 2 4 2 3 4 5 6 cây, 140.000. Hình số 40 là một phần cẩm báo. Dòng hàng mà hoa thơm từ thân rồi cô chú anh chị này. Em bán hình này với số cây 17 cây nhá. Em bán với giá 140.000. Và hình số 41. 41 11 cây cẩm báo với giá em bán 160.000. Và hình số 42 ạ. 42 thì em có đây, một cây cẩm báo rất là to mẹ con này. Ngoài ra có thêm 4 cây này xếp rất là xinh luôn. Và toàn bộ cái hình này em bán 180.000 cho hình cẩm báo này cô chú anh chị có một giò đẹp nhá. Và tiếp theo là hình số 43. 4 cây cáo to đẹp luôn nè. 4 cây cáo rất là to đẹp như vậy, 180.000. Và hình số 44 cũng có 8 cây cáo đây. 8 cây cáo khá đều đẹp như thế này, cũng 180.000. Và hình số 45 có tất cả 16 cây cáo luôn cô chú anh chị nhá. 16 cây cáo luôn cả hình này, cô chú anh chị nhìn ạ, không hề lỗi lá, lỗi liếc gì luôn. 170.000. Và hình số 46 có 9 cây cáo này. 9 cây cáo này cũng khá là to đúng không ạ? Nhìn là một phần cáo sum xuê lá bóng bẩy như thế này, 180.000. Và hình số 47, một phần cáo nhiều cây xếp xinh như thế này, 200.000 nhá cô chú anh chị nhá, 4 cây cáo ạ. Và hình tiếp theo là hình số 48. 3 cây cáo xếp. 3 cây cáo xếp trong đó có cây này bản lá rất là to luôn cô chú anh chị này. Và hình này em bán 200.000 cho hình này đây cô chú anh chị. Và tiếp theo là hình số 49. 6 cây cáo và trong đó có những cây cáo xếp V rất là đẹp. Hình này em bán 220.000. Và hình số 50. Cũng ít cây thôi nhưng rất chất lượng luôn, 5 cây. Bản lá bóng bẩy quá là đẹp luôn cô chú anh chị này. Căng bóng đẹp như thế này, hình này 180.000. Và hình tiếp theo 51. Hình 51 này cũng có nhiều cây cáo xếp đấy ạ. Nhiều cây cáo xếp vê sinh nhá, hình này nhá. Hình này em bán với giá 200.000 là hình 51. Và hình số 52 160.000. Hình này có 7 cây cáo. Và hình 53 là 180.000, hình này có 6 cây cáo ạ. Và hình số 54 cũng là một phần cáo to và đẹp nhá. Hình này có tất cả là 6 cây cáo to đẹp ạ. Đấy cô chú anh chị nhìn cho em là thấy to và rất là to, có những cây to và cũng rất là đẹp luôn như thế này. Hình này em bán 220.000. Hình số 52. 52 này thì em có tất cả là 7 cây cáo. Trong đó có cả cây mẹ con, 180.000. Và hình số 50 hình số 56. Hình số 56 đây này cô chú anh chị này. Hình số 56 thì em có bao nhiêu cây cáo nhỉ? 4 cây cáo, trong đó có cây một mẹ hai con luôn nhá. Hình này em bán với giá là 200.000. Hình số 57. Hình 57 đây ạ. Hình 57 đây với có số cây cáo là 5 cây cáo, 180.000. Và hình số 58 này. Hình 58 này có 7 cây nhá, 7 cây cáo hình này, 170.000. Và hình 59 cũng là một phần cáo rất là nhiều cây luôn, mà cây bản lá ngắn ạ. Cây bản lá ngắn xinh luôn cô chú anh chị nhá. Đây này. Hình này 9 cây cáo em bán 180.000. Và hình tiếp theo hình số 60. Hình 60 này thì em có tất cả là 10 cây cáo nhá. 10 cây cáo hình này, 170.000. Hình 61, 5 cây cáo ở hình này, 170.000. Và hình số 62,
62 thì em bán với giá là, hình 62 này em bán với giá là bao nhiêu nhỉ? 170.000 đi, 62 170. Và hình 63 sẽ là hình 64 nhá. 64 thì em có một cái phần đai châu. Một cái phần đai châu gồm có 3 cây châu Thái ạ. Đó, châu Thái thì em có rất nhiều lựa chọn cho cô chú anh chị luôn. 64 3 cây châu Thái lá bóng 7 này, chơi hoa Tết đẹp, rất là đẹp mà không hề lỗi lá luôn. Hàng Bắc rừng Việt Nam nên là rất là chuẩn như vậy nhá. Em bán với giá là 300.000. Đấy. Còn nếu mà cô chú anh chị mà mua hàng Thái thì bao giờ nó sẽ có lỗi lá, từ nhẹ đến nặng, nói chung không tránh khỏi. Còn hình này thì rất là đẹp luôn. Hình này thì có 3 cây cáo to đẹp như vậy, 330.000. À, cây châu Thái ạ. Và hình 66 này, một cây lá xếp dài, bản lá phải dài đâu bao nhiêu, trên 30 cm luôn đấy cô chú anh chị nhá. Hứa hẹn phải có từ 4 cái vòi hoa trở lên cho cây này này. Hình này em bán với giá là 350.000. Rồi tiếp theo là hình số 67. Hai cây cáo rất là to luôn cô chú anh chị này. Đó, hai cây cả hai cây châu chứ, to đẹp như vậy, 350.000. Và hình tiếp theo là hình 68. Một cây mít rất là đẹp luôn ạ. Bản lá cực to luôn. Đẹp như thế này em bán 320.000 thôi. Trời ơi, cây này quá là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Em bán cây này với giá chỉ 320.000 thôi. Và hình tiếp theo là hình 69. Đấy, hai cây châu như vậy với giá em bán là 310.000. Ở ngoài ra thì em có thêm rất nhiều chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan. Siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. B1 Thái 40.000 cho một lọ. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ và 50.000 cho một cặp. Và Duy Xanh 50.000 cho một ống. Duy Đỏ 60.000 cho một ống. Thuốc cái trị sâu bệnh và các loại dẹp em bán với giá 20.000 cho một gói thôi. Bả sen 20.000 cho một gói to đùng luôn ạ. B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ. Và cái keo liền da Mỹ Tiến với giá 40.000 cho một lọ. Cáp tan, cái thuốc đặc trị thối nhũng của Thái, tác dụng ngay sau một lần sử dụng, 35.000 cho một lọ. Và Chicho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm cực kỳ là hữu hiệu luôn, mà lại không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là môi trường, với giá em bán là 20.000 cho gói này 100g. Và một cái hộp mà có khối lượng lên đến 1 kg, rất là tiện dụng luôn, chỉ với giá 130.000 thôi. Và miếng bẫy ruồi vàng 10.000 cho một miếng nhé. Và ba loại phân bón NPK dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây, đồng giá em bán 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát cũng có 3 loại dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây, cũng 30.000 cho một lọ. Và em còn có thêm cái Super Thai này là một cái hormone kích thích cây tăng trưởng rất là tuyệt vời. Em bán với giá 85.000 cho một lọ. Vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 cho 1 kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg. Dớn đĩa với giá là 20.000 cho một bảng. Và đặc biệt có thêm sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, không có lẫn chất bảo quản, không có lẫn tạp chất, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt, mỗi một lọ có thể tích là 30ml, đồng giá 10ml chứ, đồng giá là 4.000 cho một lọ nhé. Và nó có rất là nhiều tác dụng như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Ngoài ra có cái tác dụng giảm đau rất là hiệu quả, cô chú anh chị có thể lên Google search thêm. Và em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hôm nay bên em đang có. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở lan rừng nhà em ạ. Và em xin phép dừng clip ở đây.